Van Hamilton Jennings Realty, California License 02160347. Giới thiệu căn 2100 Woodland Drive, nhà làm năm 2005, 3 phòng ngủ, 1 phòng làm việc, có thể chuyển thành phòng ngủ thứ tư, 2 phòng tắm rưỡi. Nhà xây 2337 square feet, tức là khoảng 230 mét vuông. Đất 1/4 acre, khoảng 11.000 square feet, tức là khoảng 1.100 mét vuông. Nhà mới và đẹp từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Garage 2 xe, bếp hiện đại, granite countertop, kitchen island rộng rãi và sạch sẽ. Nhà vào ở ngay, không cần sửa chữa gì. Chỉ cần một bác nhanh tay nhanh mắt, yêu em ngay, yêu em luôn và sẽ yêu em này mãi thôi. Hiện nay phần lời đang lên, tính rộng rãi 6,3%, 30 năm, down 20%, tức là vào khoảng 100.000, thì tiền trả hàng tháng là 2.451. Ai cần mua để ở hay để cho thuê, người thuê nhà sẽ trả tiền mortgage, vừa được nhà, vừa để dành thêm tiền mua căn nữa. Gọi hoặc nhắn 323-788-6128.